Chào mừng tất cả bạn đến với lãnh địa Samsung nha. Đây, bữa nay S20 về nhiều lắm nha anh em. Đủ màu luôn nha, trắng, hồng, xanh luôn nha. Và đặc biệt có một em màu đỏ cực kỳ chất luôn nha anh em. Bữa nay review đến em bộ sưu tập Galaxy S20 5G nha. Dòng này được cái là thiết kế nhỏ gọn nha anh em. Màn hình tràn viền luôn, cong nhẹ hai bên luôn nha. Con này là sở hữu chip Snapdragon 865 luôn nha anh em. Pin 4000, nhỏ nhưng mà pin cực kỳ trâu luôn nha. Vân tay trong màn hình luôn. Màn hình con này là 6.3 inch 2K luôn nha anh em. Được cái là hỗ trợ tần số quét 120Hz, chuyển động cực kỳ mượt mà luôn. Đây, camera thì zoom 30x luôn rồi. Giá con này bữa nay mình bán đến em cực kỳ mềm luôn nha. Đủ màu, đủ sắc luôn nha. Đây, con màu đỏ này mình bán đến em giá chỉ có 3.3 triệu thôi nha. Anh em nào cần liên hệ trực tiếp, không ship hàng nha anh em. Đó, thích màu gì qua lựa màu đó luôn nha. Đó, cực kỳ ngon luôn, đủ màu, đủ sắc luôn, số lượng còn rất nhiều luôn. Lưu ý là mình chỉ bán trực tiếp, không ship nha. Anh em ở xa thông cảm giùm mình nha. Đó, chức năng bao anh em xài luôn.